Chấn động, sự thật cuộc đời tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978, tháng 3 âm lịch năm 2024, được thần tài báo mộng, làm ăn trúng lớn, mua nhà, mua đất, mua xe, công danh sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, một bước đổi đời xứng tầm đại gia, cả làng đỏ mắt ghen tị. Hoan hỉ chào đón quý anh chị đang theo dõi kênh Minh Đường Tử Vi, kính chúc quý vị tháng mới, đắc tài đắc lộc, giàu sang, hạnh phúc viên mãn. Thưa quý anh chị tuổi Mậu Ngọ thân mến, năm cũ đã qua, năm mới 2024 là thời điểm vận đổi sao rời, cảnh chuyển thay hình, dành cho những ai có dự định mới hay những tồn động tàn dư chưa thể quyết định. Khi xem lá số tử vi của tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978, trong năm 2024, các chuyên gia tử vi và chiêm tinh học nhận định rằng vận trình của con giáp này lộ rõ điềm báo quý nhân cát tinh vượng vận, may mắn nhiều phần, nhưng tín chủ có thắc mắc rằng có rất nhiều người cùng tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 đấy, thậm chí sinh cùng giờ, cùng ngày, cùng cung mệnh với mình, nhưng tại sao họ lại giàu có, thành công, trong khi họ không thực sự giỏi giang hay chăm chỉ gì hơn mình? Quý vị Mậu Ngọ ạ, là bởi vì họ có duyên sớm nhìn thấy thiên cơ hiển lộ, mà chấp lấy thông qua tiên cơ mà biết trước được tương lai, làm gì cũng thành công, tha hồ hưởng tài hưởng lộc, làm ăn phát đạt. Mới đây thầy tử vi hàng đầu phương Đông tiết lộ, tiền tài trong tháng 3 âm lịch năm 2024 sẽ liên tục ập đến với tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978. Cuộc sống từ nay sẽ sang trang mới, một bước giàu sang, nở mày nở mặt, nhưng với điều kiện là có chấp nhận và biết đúng cách để nắm bắt nó. Nếu quý vị hữu duyên gặp được video này, nghĩa là thiên cơ đã hiện rõ ở trước mắt. Xin mời quý vị chú ý theo dõi và đón nhận mệnh số của mình ngay sau đây nhé. Và nếu quý anh chị thấy video này hay, thì hãy để lại cho chúng tôi một bình luận là số 1. Nếu không hay thì hãy để lại số 0 để cho chúng tôi có thể cải thiện hơn nữa về chất lượng của video quý vị nhé. Quý vị thân mến, sau đây là đôi lời tâm sự của Minh Đường Tử Vi dành cho quý anh chị tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978. Nhắc đến tuổi Mậu Ngọ, người ta thường nghĩ đến những con người mang trong mình nghị lực phi thường, đã từng trải qua bao thăng trầm của cuộc sống. Trên vai họ là gánh nặng cơm áo gạo tiền, lo cho gia đình, cho con cái, hình ảnh những người nông dân chân chất, lam lũ, chịu thương chịu khó, những người phụ nữ tần tảo, sớm hôm bán mặt cho đất bán lưng cho trời, những đứa trẻ thơ, sớm phải gánh vác trách nhiệm gia đình, lo cho cha mẹ, cho em nhỏ, khiến chúng ta không khỏi chạnh lòng. Sinh ra và lớn lên dưới mảnh trời quê nghèo, tuổi Mậu Ngọ năm xưa trải qua một tuổi thơ đầy cơ cực, thiếu thốn, bóng tối của cái đói, cái rách như hình với bóng, bủa vây lấy cuộc sống của họ, bữa cơm gia đình thường chỉ có rau dưa, mắm muối đạm bạc, áo quần vá chẳng vá đục, sơn bạc theo năm tháng, những ngày mưa gió, mái nhà rột nát, khiến cho căn nhà nhỏ càng thêm ảm đạm, tuy cuộc sống cơ cực là vậy. Nhưng tuổi Mậu Ngọ lại mang trong mình một trái tim nhân hậu, hiền lành, họ luôn sẵn sàng giúp đỡ những người xung quanh dù chỉ là những việc nhỏ nhất, nụ cười hiền hậu, ánh mắt ấm áp của họ luôn gieo vào lòng người niềm tin và hy vọng. Họ là những đứa trẻ sớm phải chịu nhiều gian khổ, gánh vác trách nhiệm gia đình, dáng người nhỏ bé, gầy guộc nhưng lại ẩn chứa một nghị lực phi thường. Trên khuôn mặt họ luôn nở nụ cười hiền hậu, ánh mắt toát lên sự chân chất, mộc mạc. Tuổi Mậu Ngọ không ngại khó khăn, gian khổ, họ làm lụng vất vả, miệt mài với công việc để kiếm sống, lo cho gia đình, họ là chỗ dựa vững chắc cho cha mẹ, là điểm tựa cho những đứa em thơ. Trái tim nhân hậu của tuổi Mậu Ngọ luôn hướng về những người xung quanh, họ sẵn sàng chia sẻ những gì mình có với những người gặp khó khăn, họ giúp đỡ người già neo đơn, trẻ mồ côi, những người có hoàn cảnh éo le. Chính những đức tính tốt đẹp đó đã khiến thần Phật cảm kích mà ban cho họ cơ hội đổi đời trong đúng tháng 3 âm lịch năm 2024 này. Bước sang tháng mới, vận trình của con giáp tuổi này được tam hợp cát tinh chiếu mệnh, hứa hẹn sự phát triển rực rỡ trong sự nghiệp. Đây là thời điểm lý tưởng để bạn dốc sức thực hiện những mục tiêu và dự định đã ấp ủ từ lâu. Con đường học tập, thi cử cũng vô cùng thuận lợi, mang đến những thành tích đáng khích lệ. Bên cạnh đó, các mối quan hệ xã giao hài hòa cũng góp phần tạo nên sự suôn sẻ trong mọi việc. Bạn dễ dàng nhận được sự giúp đỡ, hỗ trợ từ những người xung quanh, giúp bạn giải quyết những khó khăn một cách nhanh chóng và hiệu quả. Sự hăng hái và nhiệt huyết của bản thân cũng được khơi dậy mạnh mẽ trong tháng này. Bạn tràn đầy năng lượng để thử thách bản thân, dấn thân vào những dự án mới và gặt hái những thành công vang dội. Tuy nhiên, bên cạnh những thành công rực rỡ, bạn cũng cần cẩn trọng trước những kẻ tiểu nhân ganh ghét, đố kỵ, ngũ quỷ hung tinh cảnh báo bạn cần đề phòng những lời ngon ngọt, nịnh hót giả tạo. Có thể kẻ xấu đang cố tình khiến bạn mất tập trung, dẫn đến những sai lầm trong công việc. Hãy giữ cho mình sự tỉnh táo và sáng suốt, phân biệt rõ ràng giữa kẻ tốt và kẻ xấu, nỗ lực hết mình,
Kết hợp với sự cẩn trọng và tinh thần cảnh giác cao độ, bạn sẽ có thể gặt hái được những thành công to lớn trong tháng này. Người làm công ăn lương, dù đạt thành tích cao cũng chớ nên kiêu ngạo, gạt bỏ ý kiến nhận xét, góp ý của người ngoài. Bạn cần nhận ra rằng, những người chân thành chỉ ra khuyết điểm cho mình chính là thầy của mình đấy. Đế vượng cho thấy, bạn là người hăng hái, tích cực, không sợ khó khăn, trắc trở. Nếu đứng ở vị thế lãnh đạo, bạn hoàn toàn có thể truyền cảm hứng cho người khác, dẫn dắt mọi người đến thành công. Trên phương diện tình cảm, tháng mới hứa hẹn mang đến nhiều niềm vui và hạnh phúc cho những người đã lập gia đình. Dưới ảnh hưởng của đế vượng cát tinh, bạn sẽ được tận hưởng bầu không khí ấm áp, ngọt ngào và lãng mạn bên người thương yêu. Gia đình chính là điểm tựa vững chắc, nơi bạn luôn tìm thấy sự bình yên và niềm tin vào cuộc sống. Chuyện tình cảm cũng đóng vai trò như một động lực lớn lao, thúc đẩy bạn nỗ lực và cố gắng hơn nữa trong sự nghiệp. Năng lượng tích cực từ gia đình và người bạn đời sẽ tiếp thêm sức mạnh cho bạn chinh phục những mục tiêu cao hơn. Tuy nhiên, bên cạnh những điều tích cực, bạn cũng cần lưu ý đến sự xuất hiện của hung tinh ngũ quỷ. Đây là lời cảnh báo về những kẻ tiểu nhân có thể xuất hiện xung quanh bạn với mục đích không lành mạnh. Họ có thể là những người ghen tị với hạnh phúc của bạn và tìm cách phá hoại mối quan hệ của bạn. Hãy giữ cho mình sự tỉnh táo và sáng suốt để nhận biết những kẻ xấu xa này, tránh xa những lời ngon ngọt, nịnh hót giả tạo và không nên chia sẻ những thông tin cá nhân quan trọng với những người không đáng tin cậy. Sức khỏe của bản mệnh khá tốt trong tháng này, nhờ vậy mà bạn luôn hăng hái, nhiệt tình mỗi khi bắt tay vào công việc. Hãy chú ý rèn luyện sức khỏe, ăn uống và nghỉ ngơi điều độ, để bản thân có thể luôn khỏe khoắn, ngập tràn sức sống. Một số người có thể bỏ bê việc nghỉ ngơi và rèn luyện thể dục thể thao vì công việc quá bận rộn. Việc này về lâu về dài sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, bạn nên sắp xếp lại thời gian biểu của mình, sao cho công việc không bị trì trệ, trễ nải mà bản thân vẫn có đủ thời gian để nghỉ ngơi. Đế vượng cho thấy, một số người có thể vượt qua được bệnh tật, lấy lại phong độ cho bản thân mình. Sau khi trải qua bệnh tật, hẳn bạn cũng đã nhận ra được tầm quan trọng của sức khỏe và chú ý giữ gìn hơn trước đó. Quý vị thân mến, trong một tháng thì những ngày tốt và ngày xấu luôn song hành với nhau. Việc biết trước các ngày tốt và xấu có thể giúp quý vị chuẩn bị tinh thần và lập kế hoạch hiệu quả hơn cho các hoạt động quan trọng. Các ngày tốt thích hợp cho công việc lớn và quan trọng, trong khi các ngày xấu nên hạn chế quyết định và chú trọng đến sức khỏe và tinh thần. Việc nắm vững lịch ngày tốt và xấu cũng giúp quý vị tối ưu hóa cơ hội và giảm thiểu rủi ro trong mọi tình huống. Vậy để biết được ngày nào tốt ngày nào xấu thì xin mời quý vị cùng theo dõi ngay dưới đây nhé. Ngày tốt, ngày 10 tháng 4 nhằm ngày 2 tháng 3 âm lịch. Giờ tốt, Dần, 3 giờ đến 5 giờ, Mão, 5 giờ đến 7 giờ, Tỵ, 9 giờ đến 11 giờ, Thân, 15 giờ đến 17 giờ, Tuất, 19 giờ đến 21 giờ, Hợi, 21 giờ đến 23 giờ. Sao tốt, Thiên Đức, Nguyệt Phúc, việc nên làm, ngày này tốt cho việc làm ăn, kinh doanh, mọi việc đều suôn sẻ, may mắn. 2. Ngày 12 tháng 4, nhằm ngày 4 tháng 3 âm lịch, giờ tốt, Dần, 3 giờ đến 5 giờ, Mão, 5 giờ đến 7 giờ, Tỵ, 9 giờ đến 11 giờ, Thân, 15 giờ đến 17 giờ, Tuất, 19 giờ đến 21 giờ, Hợi, 21 giờ đến 23 giờ. Sao tốt, Thiên Đức, Nguyệt Phúc, việc nên làm, xuất hành, khai trương, cầu tài, ký kết hợp đồng, mở kho, xuất hàng. 3. Ngày 20 tháng 4, nhằm ngày 12 tháng 3 âm lịch. Giờ tốt, Dần, 3 giờ đến 5 giờ, Mão, 5 giờ đến 7 giờ, Tỵ, 9 giờ đến 11 giờ, Thân, 15 giờ đến 17 giờ, Tuất, 19 giờ đến 21 giờ, Hợi, 21 giờ đến 23 giờ. Sao tốt, Thiên Đức, Nguyệt Phúc, việc nên làm, xuất hành, khai trương, cầu tài, ký kết hợp đồng, mở kho, xuất hàng. 4. Ngày 24 tháng 4, nhằm ngày 16 tháng 3 âm lịch. Giờ tốt, Ý, 23 giờ đến 1 giờ, Sửu, 1 giờ đến 3 giờ, Thìn, 7 giờ đến 9 giờ, Tỵ, 9 giờ đến 11 giờ, Ngọ, 11 giờ đến 13 giờ, Mùi, 13 giờ đến 15 giờ, Tuất, 19 giờ đến 21 giờ. Sao tốt, Thiên Phúc, Nguyệt Đức, việc nên làm, xuất hành, cầu tài, ký kết hợp đồng, mở kho, xuất hàng. Tử vi ngày này tốt cho việc làm ăn, kinh doanh, mọi việc đều suôn sẻ, may mắn. 5. Ngày 28 tháng 4, nhằm ngày 20 tháng 3 âm lịch. Giờ tốt, Dần, 3 giờ đến 5 giờ, Mão, 5 giờ đến 7 giờ, Tỵ, 9 giờ đến 11 giờ, Thân, 15 giờ đến 17 giờ, Tuất, 19 giờ đến 21 giờ, Hợi, 21 giờ đến 23 giờ. Sao tốt, Thiên Đức, Nguyệt Phúc, việc nên làm, xuất hành, khai trương, cầu tài, ký kết hợp đồng, mở kho, xuất hàng. Ngày xấu, ngày 13 tháng 4,
nhằm ngày 5 tháng 3 âm lịch. Sao Xấu, Thiên Khốc, Nguyệt Hình, việc nên tránh, xuất hành, khai trương, cầu tài, ký kết hợp đồng, mở kho, xuất hàng, tử vi ngày này không tốt cho việc làm ăn, kinh doanh, mọi việc đều dễ gặp thất bại, tổn thất. Ngày 21 tháng 4, nhằm ngày 13 tháng 3 âm lịch. Sao Xấu, Tuế Phá, Nguyệt Hư, việc nên tránh, xuất hành, cưới hỏi, động thổ, sửa chữa, an táng, tử vi ngày này không tốt cho việc dựng vợ, gả chồng, mọi việc đều dễ gặp rủi ro, tai nạn. Ngày 22 tháng 4, nhằm ngày 14 tháng 3 âm lịch. Sao Xấu, Thiên Hư, Địa Võng, việc nên tránh, xuất hành, khai trương, cầu tài, ký kết hợp đồng, mở kho, xuất hàng, tử vi ngày này không tốt cho việc làm ăn, kinh doanh, mọi việc đều gặp khó khăn, trắc trở. Ngày 26 tháng 4, nhằm ngày 18 tháng 3 âm lịch. Sao Xấu, Tam Kheo, Nguyệt Kiến, việc nên tránh, xuất hành, đi xa, gặp gỡ đối tác, mọi việc đều dễ bị lừa gạt, thất thoát. Ngày 18 tháng 4, nhằm ngày 20 tháng 3 âm lịch. Sao Xấu, Thái Bạch, Đại Hao, việc nên tránh, xuất hành, cưới hỏi, động thổ, sửa chữa, an táng, tử vi ngày này không tốt cho việc dựng vợ, gả chồng, mọi việc đều dễ bị cản trở, không thuận lợi. Tiếp theo là nội dung tử vi chi tiết từng phương diện. Về phương diện sự nghiệp, tháng 3 âm lịch năm 2024 hứa hẹn mang đến những tin tức vô cùng tốt lành cho tuổi Ngọ trên phương diện sự nghiệp nhờ có sự tương trợ của nguyệt lệnh lâm đất, lâm quan và các tinh thiên ấn. Con giáp này sẽ có bước tiến vượt bậc trong công danh sự nghiệp, gặt hái nhiều thành tích đáng nể. Đây là thời điểm vàng để bạn dốc sức thực hiện những mục tiêu và dự định đã ấp ủ từ lâu. Nỗ lực của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng, chỉ cần bạn tuân thủ nguyên tắc, làm việc đúng trình tự. Khi đã hạ quyết tâm, con giáp này sẽ dốc hết sức mình, kết hợp với sự may mắn từ vận trình để đạt được mục tiêu đề ra. Bí quyết thành công trong tháng này là nắm bắt thời cơ, tranh thủ hoàn thành công việc trước người khác để tạo lợi thế. Nếu bạn có kế hoạch mới, dự định mới, hãy mạnh dạn thực hiện bởi khả năng thành công rất cao, dù có vất vả, nhưng thành quả bạn nhận được sẽ vô cùng xứng đáng. Với người làm công ăn lương, đây là cơ hội tuyệt vời để thăng tiến, nhờ thể hiện xuất sắc năng lực chuyên môn và khả năng lãnh đạo, bạn sẽ nhận được sự tín nhiệm và đánh giá cao từ cấp trên, đồng nghiệp cũng nể phục tài năng của bạn. Tháng này chính là thời điểm để tuổi Ngọ tỏa sáng, hãy tự tin thể hiện tài năng của bản thân, đừng ngần ngại khẳng định năng lực của mình. Tuy nhiên, bên cạnh sự tự tin, bạn cũng cần giữ thái độ khiêm tốn, cầu thị để tránh vướng vào những rắc rối không đáng có. Môi trường công sở vốn phức tạp, bạn cần cẩn trọng với những nguy cơ tiềm ẩn và luôn giữ tâm thế cảnh giác. Theo phong thủy phi tinh, tháng 3 âm lịch, sao Lục Bạch chủ về chức vụ và tài lộc xuất hiện ở vị trí trung cung, tức chính giữa, để thúc đẩy vận trình sự nghiệp, bạn nên sắp xếp vị trí này theo chuẩn phong thủy. Về phương diện tài lộc, tử vi tháng nhận thấy đây là một tháng có hung có cát, có suôn sẻ có trắc trở với người tuổi Mậu Ngọ. Bởi vậy, dù công việc có chiều hướng phát triển tốt là thế, song vận trình tài lộc của tuổi này có xu hướng giảm, kém sắc hơn so với tháng trước. Hung tinh tiểu hao xuất hiện, báo hiệu những nguy cơ tiềm ẩn về hao hụt tiền bạc, nguồn thu nhập không dồi dào, trong khi mức chi tiêu lại có phần vượt ngưỡng cho phép, khiến bạn dễ rơi vào tình trạng túng quẫn. Dù nỗ lực cật lực kiếm tiền, nhưng thành quả thu được chưa hẳn như mong đợi. Tài vận không lý tưởng, kinh doanh buôn bán gặp nhiều khó khăn do sức cạnh tranh gay gắt. Tuy nhiên, so với những người kinh doanh quy mô lớn, những người kinh doanh nhỏ lẻ sẽ ít bị ảnh hưởng hơn. Đây là thời điểm không thích hợp để mở rộng kinh doanh hay đầu tư quy mô lớn bởi kế hoạch có thể gặp nhiều bất trắc và đổ bể. Nguồn thu nhập chính từ công việc vẫn là điểm sáng trong bức tranh tài lộc của tuổi Ngọ tháng này. Do vậy, bạn nên tập trung vào công việc hiện tại, trau dồi năng lực và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tránh ôm đồm quá nhiều việc bên ngoài, kẻo ảnh hưởng đến hiệu quả công việc và cả sức khỏe. Việc tiền bạc không như ý có thể khiến bạn lo lắng, stress, ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe. Hãy học cách kiểm soát cảm xúc, giữ tinh thần lạc quan và chăm sóc bản thân tốt hơn. Theo phong thủy phi tinh, hướng chính Tây trong tháng này là nơi có sao Bát Bạch chủ tài lộc cư ngụ. Để thu hút vượng khí, bạn nên lưu ý tránh động thổ, đặt vật nặng hoặc gây tiếng ồn tại phương vị này, đặt biểu tượng cóc ba chân ngậm tiền hoặc treo một tờ giấy màu đỏ ở hướng chính Tây để xua tan hung khí, thúc vượng tài lộc. Về phương diện tình duyên, gia đạo, tháng 3 âm lịch năm 2024 mang đến cho tuổi Mậu Ngọ nhiều biến động trong khía cạnh tình cảm. Tương xung hung tinh xuất hiện, tác động tiêu cực đến cảm xúc của con giáp này. Nóng nảy, thiếu kiên nhẫn và khó kiểm soát cảm xúc là những điều bạn cần lưu ý. Nóng giận có thể khiến mọi việc trở nên tồi tệ hơn thay vì bộc phát.
Hãy học cách kiềm chế và giải quyết mâu thuẫn một cách bình tĩnh. Nhớ rằng những lời nói thiếu suy nghĩ trong lúc nóng giận có thể gây tổn thương sâu sắc và phá hủy những gì bạn đã vun đắp. Để giữ gìn hòa khí trong các mối quan hệ, hãy học cách tha thứ và bao dung. Đừng quá khắt khe hay trầm trọng hóa vấn, để hãy cho bản thân và người bạn đời thời gian để thấu hiểu và chấp nhận những khác biệt. Đối với những người độc thân, tháng này không thích hợp để vội vàng trong chuyện tình cảm. Hãy dành thời gian để tìm hiểu kỹ đối phương trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào. Hành động quá vội vàng có thể khiến bạn hối tiếc sau này. Dưới đây là một số lời khuyên giúp bạn kiểm soát cảm xúc và gìn giữ bình an trong tháng này. Hít thở sâu. Khi cảm thấy tức giận, hãy dành vài phút để hít thở sâu. Việc này giúp bạn bình tĩnh lại và suy nghĩ thấu đáo hơn trước khi hành động, tránh nói khi đang tức giận. Lời nói trong lúc nóng giận thường thiếu suy nghĩ và có thể gây tổn thương cho người khác. Hãy im lặng cho đến khi bạn bình tĩnh lại, tìm cách giải tỏa cơn giận một cách lành mạnh. Tập thể dục, nghe nhạc hoặc làm những việc bạn yêu thích có thể giúp bạn giải tỏa căng thẳng và xua tan cơn giận. Suy nghĩ tích cực, hãy tập trung vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống và tránh suy nghĩ tiêu cực. Giao tiếp cởi mở, chia sẻ cảm xúc của bạn với người bạn đời hoặc người bạn tin tưởng để họ có thể giúp bạn giải quyết vấn đề. Về phương diện sức khỏe. Sức khỏe là vốn quý nhất của con người và trong tháng mới này, bạn sẽ được hưởng một sức khỏe dồi dào, tràn đầy năng lượng. Nhờ vậy, bạn luôn hăng hái, nhiệt tình và sẵn sàng cho mọi thử thách trong công việc và cuộc sống. Tuy nhiên, để duy trì trạng thái sức khỏe tốt này, bạn cần chú ý rèn luyện sức khỏe một cách đều đặn. Hãy dành thời gian cho các hoạt động thể dục thể thao phù hợp với sở thích và thể trạng của bản thân. Ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng, ngủ nghỉ hợp lý và tránh thức khuya cũng là những yếu tố quan trọng giúp bạn tăng cường sức khỏe. Bên cạnh đó, bạn cũng cần sắp xếp thời gian hợp lý để cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi. Việc làm việc quá sức có thể dẫn đến kiệt sức, ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe của bạn. Hãy dành thời gian cho bản thân để thư giãn, giải tỏa căng thẳng và nạp lại năng lượng. Đối với những người đang gặp vấn đề về sức khỏe, tháng này sẽ là thời điểm để bạn phục hồi và lấy lại phong độ. Nguyệt lệnh đế vượng là dấu hiệu cho thấy bạn có thể vượt qua được bệnh tật, hướng đến một cuộc sống khỏe mạnh và hạnh phúc hơn. Hãy trân trọng sức khỏe của bản thân và thực hiện những thói quen tốt để duy trì trạng thái sức khỏe tốt nhất. Sức khỏe dồi dào sẽ giúp bạn đạt được những thành công trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Tiếp theo là luận giải chi tiết tử vi 10 ngày đầu tháng 3 âm lịch, từ ngày mùng 1 đến mùng 10 tháng 3 và cẩm nang vượng vận của tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978. Xem tử vi cho thấy, về phương diện sự nghiệp của người tuổi Mậu Ngọ ngày đầu tháng đã gặp nhiều thuận lợi, thiên ấn lâm vượng vận, giúp cho vận trình hanh thông, công việc có nhiều khởi sắc. Người tuổi Mậu Ngọ có kiến thức và năng lực làm việc vô cùng phong phú, tự mình dựa vào trí tuệ và sức lực của mình mà làm nên nghiệp lớn. Trong công việc, bạn có được độ nhạy cảm với nghề nghiệp rất cao, nên dễ dàng nắm bắt các tin tức có lợi cho chuyên môn riêng. Tuổi Mậu Ngọ từng giải quyết sự việc theo trực giác, bạn dường như mang một chút mẹo nhỏ trong đó, ngấm ngầm làm việc và khi gần đến phút cuối, bạn mới chứng tỏ bản thân, điều này sẽ giúp bạn thu được nhiều thành tích tốt. Người tuổi Mậu Ngọ thời gian này, do chịu ảnh hưởng từ thiên ấn chiếu mệnh, bạn làm việc với đối tác, khách hàng khá dứt khoát và mạnh mẽ và uy tín. Ngoài ra, người tuổi Mậu Ngọ cũng biết cách lắng nghe lời khuyên của mọi người, nên về mặt chi tiêu cũng sẽ được đảm bảo hơn. Cơ hội về tiền bạc sẽ xuất hiện nếu bạn tham khảo thêm ý kiến trái chiều và học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm từ những người đi trước. Về mặt tài vận thì quả thực bạn khá tốt số, bạn hay gặp may, có quý nhân phù trợ, thường được nhiều tài lộc bất ngờ. Thu nhập của bạn không phải nhờ vào sức của bản thân hay kiến thức phong phú, mà phần nhiều là do vận may đưa tới. Tử vi cho thấy, 10 ngày đầu tháng, về tình cảm của người tuổi Mậu Ngọ rất tốt, tình cảm thân thiết, sự nhạy cảm của thiên ấn khiến bạn rất biết cách quan tâm và chăm sóc người khác. Đối với người độc thân thì hấp dẫn hơn nhờ trí thông minh, hoạt bát, người có gia đình thì tự mình tạo thêm không khí ấm cúng, yêu thương với mọi người. Những người tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978, là người chịu trách nhiệm trong các mối quan hệ và bạn sẽ là người quyết định xem có nên tiếp tục mối quan hệ đó hay không. Một khi đã lựa chọn được ai đó, bạn sẽ không ngại công khai điều đó với mọi người. Về sức khỏe của người tuổi Mậu Ngọ cho thấy, tiết khí lập xuân, mở đầu của mùa xuân năm mới và đặc biệt là xuân dưỡng sinh gan là cách bảo vệ sức khỏe tốt nhất. Người tuổi Mậu Ngọ nên đi ngủ sớm, giúp gan sẽ được chăm sóc tốt. Ngoài ra bạn nên dậy sớm kết hợp vận động ngoài trời để giúp cơ thể thư giãn gân cốt, giúp tuần hoàn thông suốt, ích khí, lại huyết. Quý nhân là tuổi Tuất, tuổi Dần. Tiểu nhân là tuổi Thìn, tuổi Dậu. Màu sắc may mắn là màu đen, màu xanh lá.
con số phát tài là số 38, số 46 và số 90. Tử vi 10 ngày giữa tháng 3 âm lịch, từ ngày 11 đến ngày 20 tháng 3 và cẩm nang vượng vận của tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978. 10 ngày giữa tháng 3 âm lịch này, về công việc khá thuận, chính quan tương trợ, giúp cho người tuổi Mậu Ngọ hoàn toàn thể hiện được tài năng của mình. Trong công việc, bạn không yên phận với hiện tại mà luôn muốn làm tốt hơn nữa, hiệu suất làm việc được cải thiện nhiều hơn. Có thể thấy, lúc này người tuổi Mậu Ngọ tràn đầy sự sống và năng động hơn rất nhiều. Người tuổi Mậu Ngọ luôn được cấp trên tin tưởng về tính chu đáo và hiệu quả trong công việc được giao. Ngoài ra bạn làm việc độc lập cũng tốt, làm theo nhóm dù có vẻ không màng đến danh lợi, chỉ biết cặm cụi làm việc, nhưng bao công sức của bạn bỏ ra sẽ được đền đáp xứng đáng. Về vận tài lộc được thương quan vượng địa che chở nên rất tốt, bạn có được trí tuệ tư duy phân tích tài tình, cộng tài chính nhạy bén, khả năng lĩnh ngộ cao nên dễ tìm được cơ hội tốt trong việc kiếm tiền. Đồng thời nó cũng đem lại sự ham muốn mạnh mẽ, giúp người tuổi Mậu Ngọ mạnh bạo hơn trong các cuộc đầu tư tài chính. Làm ăn, bạn luôn công bằng, dứt khoát, làm việc công khai, đó mới là con đường đúng đắn để giành lấy tài vận. Ngoài ra, chuyện tình cảm trong giai đoạn này cũng được tốt đẹp, bạn coi trọng cảm giác thành tựu nên sẽ xúc tiến mạnh mẽ hơn quá trình đang tìm hiểu của mình. Người độc thân, mạnh dạn thì sẽ có được mối nhân duyên tốt đẹp. Người có gia đình, từ sôi nổi, nồng nhiệt, khiến không khí gia đình lúc nào cũng đầm ấm. Về sức khỏe của người tuổi Mậu Ngọ trong thời gian này, bạn cần tuân theo tiết khí. Đây là khoảng thời gian báo hiệu vạn vật bắt đầu một vòng tuần hoàn mới. Đông y cho rằng đây là lúc dương khí thăng cao, sự vật, sự việc sinh sôi nảy nở, nên đây là thời điểm vàng để người tuổi Mậu Ngọ dưỡng can. Cổ nhân có câu, xuân bất dưỡng, hạ bị bệnh, tức là mùa xuân nếu không dưỡng, thì mùa hạ dễ sinh bệnh. Nếu người tuổi Mậu Ngọ không chăm sóc tốt sức khỏe dưỡng không đủ, can, huyết, tới mùa hè sẽ dẫn tới tâm hỏa có vượng hoặc mắc các loại bệnh về tràng vị. Ngược lại, nếu bạn chăm sóc gan tốt, vào thời điểm này chính là gốc để cho sức khỏe sung mãn cả năm. Quý nhân là tuổi Tuất, tuổi Ngọ. Tiểu nhân là tuổi Dậu, tuổi Tý. Màu sắc may mắn là màu tím, màu hồng. Con số phát tài là số 40, số 75 và số 38. Tử vi 10 ngày cuối tháng 3 âm lịch, từ ngày 21 đến hết tháng 3 và cẩm nang vượng vận của tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978. 10 ngày cuối tháng này, vận trình sự nghiệp được thất sát sinh vượng nên thuận lợi. Người tuổi Mậu Ngọ có kỹ năng chuyên môn giỏi, bộc lộ được cá tính độc lập, cách làm việc có tư duy hoặc thường tìm ra những phương pháp tốt nhất. Nên, dù có gặp khó khăn hay thiên la địa võng giăng lối, thì người tuổi Mậu Ngọ vẫn trở nên kiên cường, mạnh mẽ, bạn làm việc có chủ kiến và lý trí nên dễ dàng đạt được thành tựu đáng kính nể. Theo tử vi về mặt tài vận, người tuổi Mậu Ngọ nhờ trí tuệ mà thu về nhiều lợi ích to lớn với các chi tiêu tiết kiệm, biết tiết chế lúc cần thiết mà thu nhập của người tuổi Mậu Ngọ dần ổn định. Ngoài ra, bạn cũng có thêm tinh thần quả cảm, một lá gan mạnh mẽ, dám làm, dám quyết nên ít khi bạn bỏ lỡ cơ hội tốt để nâng cao về tài chính. Người tuổi Mậu Ngọ làm việc lại thông minh, lanh lợi nên bạn xoay sở về tài chính cũng rất giỏi. Trong chuyện tình cảm, người tuổi Mậu Ngọ là người luôn muốn che chở và bảo vệ người khác, bạn vô cùng nhiệt tình và hòa đồng. Nhưng nếu mối quan hệ xảy ra mâu thuẫn, gây hấn với người thân, thì người tuổi Mậu Ngọ sẽ trở nên vô cùng dữ tợn. Thời gian này, sức khỏe của người tuổi Mậu Ngọ phụ thuộc vào tiết khí khởi đầu một năm mới, cây cối tươi tốt phát triển, mộc khí vượng nên khắc chế tỳ thổ trong cơ thể con người. Do vậy, thời gian này, để đảm bảo sức khỏe, người tuổi Mậu Ngọ cần tránh ăn đồ có vị chua, ăn tăng vị cay, ngọt, giúp dương khí tăng phát, vị ngọt bổ cho tỳ vị, giúp cân bằng ngũ tạng, âm dương điều hòa, đảm bảo sức khỏe cho bạn. Vị chua sẽ làm ngũ hành mộc càng thêm vượng, mà khắc chế tùy gây ảnh hưởng tới tính năng vận chuyển và chuyển hóa thức ăn của tạng tỳ, khiến sức khỏe của người tuổi Mậu Ngọ giảm sút. Quý nhân là tuổi Ngọ, tuổi Tuất. Tiểu nhân là tuổi Thân, tuổi Mão. Màu sắc may mắn là màu đỏ, màu trắng. Con số phát tài là số 76, số 25 và số 14. Quý vị thân mến, sau đây là 7 dấu hiệu chứng tỏ bạn sắp giàu, người tuổi Mậu Ngọ nên biết sớm, giàu sớm. Thứ nhất là tin vào quy luật thu nhập. Người giàu tin rằng tiền họ làm ra phản ánh đúng những giá trị bản thân mang lại cho thị trường. Nói cách khác, nếu tập trung tạo ra được một sản phẩm mà ai cũng cần, muốn, họ sẽ được trả công xứng đáng.
Ví dụ như câu chuyện về người phát minh ra gương chiếu hậu có khả năng tự động làm mờ, sản phẩm xuất hiện trên hầu hết các xe ô tô tại Mỹ. Liệu anh ta có xứng đáng được trả $15 cho mỗi giờ bỏ ra sáng tạo sản phẩm này? Hay là bởi sản phẩm thành công tuyệt đối, anh ta nên nhận được một phần cho mỗi chiếc bán được? Chắc hẳn trường hợp thứ hai sẽ hợp lý hơn cả. Người nghèo tin rằng chúng ta nên được trả lương như nhau, bất chấp sản phẩm mỗi người làm ra là khác nhau. Với tư tưởng này, sự cải tiến sẽ chẳng thể tồn tại. Người nghèo thì vẫn cứ nghèo, và nguy hiểm hơn là việc những người khác cũng sẽ nghèo như họ. Thứ hai là tập trung vào cơ hội chứ không phải khó khăn. Ngày xưa, có một người bán giày tha phương, cố gắng bán những đôi giày cho người bản xứ. Vấn đề duy nhất ở đây là chẳng ai ở đó đi giày, vì vậy việc bán hàng rất khó khăn. Không lâu sau, người bán giày bỏ cuộc và quyết định rời nơi đó. Trên đường rời đi, ông gặp một người bán giày khác. "Đừng mất công vào thị trấn này làm gì," người thứ nhất nói. "Những người dân ở đó thậm chí còn chẳng đi giày." Đôi mắt của người thứ hai chợt sáng lên, không ai đi giày. "Vậy là tôi có thể bán giày cho tất cả mọi người ở đó. Thật là may mắn khi tìm được một thị trường mới mẻ." Mấu chốt vấn đề chính là góc nhìn. Người nghèo thường nhìn thấy chướng ngại vật và nhanh chóng bỏ cuộc. Trong khi đó, người giàu nhìn ra cơ hội và dám thử những gì người khác không dám làm. Thứ ba là không chạy theo xu hướng đám đông. Sự khôn ngoan bình thường chỉ đem lại những kết quả bình thường. Chạy theo đám đông, dù là rất thịnh hành hay là một cơ hội tốt, chỉ là công thức của sự tầm thường. Những người thành công vang dội có thói quen làm những việc người khác sẽ không làm. Họ đến những nơi người khác sẽ không đến vì ở đó có ít cạnh tranh và nhiều cơ hội để thành công. Thứ tư là bắt đầu từ lúc kết thúc. Thành công bình thường vì bạn chỉ đặt các mục tiêu trung bình. Hãy quyết định điều bạn thực sự muốn là người tốt nhất, nhanh nhất, rẻ nhất, lớn nhất và đặt mục tiêu để biến những điều đó thành sự thực. Quyết định cả việc bạn muốn kết thúc ở đâu, đó chính là mục tiêu của bạn. Mục tiêu lớn, thành công lớn, bạn sẽ có những kết luận tốt hơn và cảm thấy dễ chịu hơn khi phải làm việc chăm chỉ hơn. Thứ năm là biết quản lý thời gian. Quản lý thời gian là một điều kiện cần thiết cho sự thành công lâu dài và khả năng sử dụng thời gian hiệu quả là một dấu hiệu của người thành công. Hãy tự hỏi mình rằng bạn có khả năng xử lý nhiều việc với khoảng thời gian bạn có mỗi ngày không để biết bạn có thành công hay không nhé. Thứ sáu là kết giao với những người tích cực và thành công. Người giàu hiểu rằng thái độ có vai trò rất quan trọng. Nếu họ cứ kết giao với những người luôn phàn nàn về thời tiết, phản đối chính phủ, kêu ca về nền kinh tế, thì sớm muộn chính họ cũng sẽ hình thành những thói quen đó. Ngược lại, nếu kết giao với những người thường nói về thành công, cơ hội hay những điều tích cực trong cuộc sống, nhiều khả năng họ sẽ nhìn nhận thế giới theo một góc độ hoàn toàn khác. Thay vì nghĩ về thế giới xung quanh như một nơi tồi tệ, người giàu nhận thấy đó là một mảnh đất phát triển, đầy thành công và cơ hội. Một ví dụ điển hình là người dân Mỹ với những người nhập cư vào Mỹ. Những người nhập cư vào Mỹ có khả năng trở thành triệu phú cao gấp 4 lần so với dân bản địa. Lý do chính là bởi trong khi người bản địa chỉ tập trung nói xấu về cuộc sống ở Mỹ, người nhập cư nhìn nhận đất nước này như một mảnh đất đầy cơ hội. Thứ bảy là luôn học hỏi và phát triển. Ngày ấy nhiều trẻ em nghĩ rằng chúng chỉ việc học thật giỏi để kiếm tấm bằng rồi sau đó sẽ chẳng phải đụng đến sách vở nữa. Dự định này có thể thực hiện được, tuy nhiên điều đó cũng có nghĩa là chúng sẽ mãi nghèo. Người giàu coi trọng tri thức vì họ hiểu rằng học hỏi càng nhiều, khả năng thành công càng tăng. Một triệu phú trung bình mỗi tháng đọc một quyển sách phi hư cấu bởi họ muốn hoàn thiện bản thân cũng như trở thành con người mà họ ước ao trở thành. Một người rỗng túi chẳng đọc gì cả và mãi không bao giờ thay đổi. Người giàu luôn học hỏi và phát triển, còn người nghèo thì nghĩ họ biết đủ rồi. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 3 âm lịch, năm Giáp Thìn 2024, cho người tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị tuổi Mậu Ngọ sẽ đón nhận được nhiều may mắn trong tháng mới và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Minh Đường Tử Vi kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.